Phi có mặt tại Abo để đóng thêm một vài cục hàng nữa giúp cửa hàng đây. Và cái bộ combo này sẽ đóng để gửi đi Hà Nội nhé. Rồi đây, chung cư gì đó, TNT Driver Wheel gì đó à. Đi trình độ tiếng Anh thuộc hàng cùi cho nên là đọc nó có vấn đề. Nhưng mà cái là test hàng thì nhanh thôi, anh Phi sẽ bắt đầu test đây. Trước hết là con Yoyo 676106 thần hộ cấp 5, Argentine 5 à. Thì test con này thì anh Phi sẽ test nhanh, anh Phi sẽ không có làm chi tiết nữa. Bởi vì sao? Bởi vì con này anh Phi đã test rất nhiều lần rồi. Nhưng mà có một bạn yêu cầu anh Phi là đọc thông số ở trên này. Thì bây giờ anh Phi sẽ xem thông số luôn, xem coi cái thông số của nó như thế nào ha. Ở chu vi đường kính của con Yoyo này sẽ là 58.9mm, chiều cao của con Yoyo là 41.6mm, cân nặng của nó là 71.4 gram. Còn thiên hướng tấn công phòng thủ gì đó anh Phi không biết, chỉ biết cái bạc đạn là 10 bi rồi hết ha. Anh Phi không có quan tâm lắm thiên hướng phòng thủ tấn công, chỉ biết rằng là đây cái bản đồ phòng thủ tấn công nó ở đây, các bạn có thể xem vô đây để biết ha. Và bây giờ anh Phi đi chi test cái này để bỏ cho cái bốn cái sợi dây test cái này, để bỏ bốn cái sợi dây quà tặng vô nữa là đóng hộp được rồi ha. Đóng hộp rồi, bây giờ trước hết đó là mình sẽ mở cái lớp băng keo này ở đây này ra cái đã ha. Rồi đây, và cái con Yoyo nó sẽ là như vậy, nó sẽ là hai phần quay độc lập ha các bạn ha. Và phía bên trong cái sản phẩm nó sẽ có thêm hai cái bộ này để thay thế hai cái miếng này nếu các bạn có lỡ bị hư. Và bây giờ anh Phi sẽ lấy cái dây Yoyo ra ha, và cho vào rất là đơn giản. Chúng ta sẽ xe ngược sợi dây xong rồi nhớ là cái đầu cho Yoyo nha, cái đầu máng vô tay bên này ha. Xe ngược rồi xong rồi chúng ta sẽ mở ra, chúng ta cho vào rồi chúng ta sẽ giữ bằng ngón cái của ấn ha. Thường chị Thư với anh Lĩnh mà test chỗ này thì ít khi giật dây ra lắm ha, hoặc là giật dây mà bỏ mất tiêu cái đoạn clip giật dây cho nên các bạn sẽ không thấy. Bây giờ anh Phi sẽ giật dây ra nha ha. Rồi đây, giật dây ra đây ha. Rồi còn kỹ thuật lên dây của 1A như thế nào thì các bạn lên YouTube các bạn gõ giúp anh Phi kỹ thuật chơi Yoyo 1A ha, là người ta sẽ chỉ các bạn cái cách để lên Yoyo 1A. Và bây giờ thì anh Phi chụp nó lại nè, thấy không? Đó, quay nè, thấy không? Nè, thấy không? Giật ra ha, được chưa? Nó vẫn còn đang quay á các bạn, chỉnh nó được chưa? Cái này giống như cái bóng trọng lực, giống cái bóng trọng lực ở bên cầu lông của anh Phi quá. Bóng trọng lực thì nó sẽ quay vậy nè ha. Rồi thôi, nói sao về bóng trọng lực đi. Bây giờ anh Phi sẽ cuốn dây lại và để yên ở đây luôn, để ra ngoài bé nó không sẽ không phải vô dây nữa. Và anh Phi sẽ gửi thêm 4 cái sợi dây quà tặng cho bé ha. Rồi chờ chút xíu anh Phi đi lấy dây quà tặng đây. Hai dây quà tặng đây, anh Phi sẽ lấy ra và anh Phi sẽ đếm đúng 4 sợi ha. Chúng ta nắm từ cái đầu này nè, cái đầu vô này dễ hơn nè. 2 3 4 ha. Rồi xong, chúng ta sẽ quấn lại và chúng ta cho vào cái này luôn cho nó gọn, cái để ở ngoài nó sẽ bị mất tất lạc nhé. Rồi đây, chúng ta dán cái này nhẹ lại đấy để cho nó đừng có xúc Yoyo ra. Đấy, con này sẽ gửi đi Hà Nội cho nên là sẽ phải test. Nói chung hàng cửa hàng cũng vậy, mà hàng gửi đi cũng vậy, nói đó là nói thừa rồi các bạn ha. Tất cả đều mọi thứ đều phải test tương đối kỹ. Tương đối là sao? Bởi vì nói thật là cũng không thể test từ A tới Z mà quan sát lấy kính hiển vi xem từng thứ ở trong này được. Rồi xong, Yoyo ha. Anh Phi sẽ test tiếp cái xe điều khiển nữa là xong nha. Xe điều khiển này mã hàng của nó sẽ là XP1009 màu xanh dương, và giá của nó hiện nay tại cửa hàng Abo là 270.000, chưa bao gồm phí gửi đi. Nếu các bạn ở tỉnh thì cung cấp cho anh Phi cái địa chỉ, anh Phi sẽ gửi cái chi phí, gửi báo giá về chi phí và thời gian vận chuyển cho các bạn nhé. Rồi đây, trong này thì nó sẽ có một cái cáp sạc chuẩn USB, đầu USB nè.
trong điện thoại, trong TV hoặc là máy vi tính đều có cái cáp này. Và cái đầu này thì gắn ở đây thì tuyệt đỉnh công phu rồi, đơn giản ha. Rồi chúng ta chỉ cần sạc mà thôi. Chúng ta chỉ cần cái cục adapter của điện thoại Android như là Samsung, Sony, Vivo rồi đó là cắm vào và sạc thôi ha. Rồi sau khi cắm sạc thì cái đèn ở đây nó sẽ đỏ lên ha. Sạc trong tầm từ 3 tiếng ha. Không sạc qua đêm nha các bạn. Các bạn thường hay có một cái thói quen là sạc pin này giống như sạc điện thoại để sạc qua đêm. Xin lỗi các bạn, cái điện thoại cùi nhất cũng gấp 5 lần cái chiếc xe này rồi, cũng phải 1 triệu, 2 triệu mới xài ngon lành. Cho nên các bạn đừng hỏi là tại sao là sạc điện thoại qua đêm được mà sạc xe qua đêm không được ha. Chiếc xe này chỉ có 270.000 thôi mà nó đã bao gồm cả chiếc xe, cục pin rồi tất tần tật mọi thứ trong này. Cho nên các bạn đừng thắc mắc là tại sao cái này nó yêu cầu là đừng sạc qua đêm. Nếu các bạn sạc qua đêm thì rất là dễ bị chết pin nha các bạn nhé. Và chết pin rồi thì một cái cách đơn giản nhất là lên trên sen đỏ hoặc là tập pin ha, các bạn sẽ mua được nó. Đấy, mà nhớ là coi cái kích thước nha, tại vì pin này nó có những loại to loại nhỏ nè. Này loại to 4 viên, cái này loại 3 viên nhưng mà ngắn hơn, này viên dài ha, nên là phải trước khi mua phải xem cẩn thận. Rồi anh Phi sẽ bỏ cho pin vào, mình phải coi cái nắp pin mới biết đầu cực đầu cộng ở trong, đầu trừ ở ngoài, đầu trừ ở ngoài ha, cộng trừ nó gắn nhầm cái này chiếc xe nó cũng không chạy. Có nhiều người tới đây nó ủa sao phức tạp quá, nó rất là đơn giản, không có gì phức tạp cả. Thử dặn cái coi lên đèn không, dặn cái coi lên đèn không, khi dặn thì dặn vừa phải thôi, chúng phải đè dặn qua nó hư luôn trong á, dặn vừa phải rồi tới cái góc cái được là được ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho pin vào đây. Để cho pin được vào đây thì rất là đơn giản, tháo ngóc này ra ha. Ra sau khi tháo ốc ra thì chúng ta có thể cho pin vào được. Rồi đây bấm cái ngàm ở chỗ này đẩy nó ra. Đấy. Rồi ở đây gỡ nó ra luôn. Rồi cho vào đúng đầu đúng cực là có thể cho vào được. Rồi xong bỏ vào ha, giấu cái dây này vào, gài cái miếng đậy này vào. Rồi xong là có thể thử được ha, bật công tắc on lên, công tắc màu đỏ đây nè. Đây đây nè. On lên rồi xong chạy nè, tới nè, lùi nè. Quẹo cái nè. Quẹo cái ha, quẹo phải ha. Đó, trái phải, rồi chờ xíu ha, trái phải ha. Anh phải đẩy tay nó qua không tới. Ha, trái phải ha. Khi chơi á các bạn nếu cầm tay trái thì các bạn ngửa lên vậy nè. Các bạn siết cò là chạy tới nè ha, siết cò chạy tới, đá cò là chạy lùi. Còn cái này là xoay bên trái, nó sẽ xoay bên trái nhìn cái bánh, xoay bên phải nó quẹo bên phải. Rồi xong, bây giờ chỉ cần cho vô hộp là chúng ta sẽ đóng cái cục hàng này để gửi đi Hà Nội nha các bạn ha. À, giấy gửi hàng đã có rồi, nhà vận chuyển là Vietnam Post, viết tắt là VNPT ha. Cái đơn hàng này sẽ gửi đi cho chung cư CMC Riverview ha, 440 Vĩnh Hưng. Rồi Vĩnh Hưng này, cái đường Vĩnh Hưng này ở Hà Nội nó lạ lắm, dễ bị nhầm lắm. Bởi vì sao? Đường Vĩnh Hưng nó nằm trên phường Vĩnh Hưng luôn, cho nên nhiều khi chúng ta hay bị nhầm ha. Rồi cái phường Vĩnh Hưng, cái đường Vĩnh Hưng này á, thì nó lại chạy qua hai ba cái phường ha. Cho nên khi mà cho địa chỉ thì thường anh Phi sẽ hỏi thêm mà phường là mấy là như vậy. Mà nhiều khi khách hàng dễ thương á, thì không nói gì, mà khách hàng mà dễ thương hơn á thì lại hỏi ngược lại á, cho địa chỉ vậy chưa có rõ hay sao. Nói chung là hôm này hai chị em ngồi chat hết một hồi đó, thì cuối cùng phát hiện á là chị cho thiếu một cái phường đó, phường Vĩnh Hưng, đường Vĩnh Hưng thuộc phường Vĩnh Hưng ha. Ở ngoài Bắc thì có cái phường mà giống tên đường, còn ở trong Nam này thì rất là ít. Trong thành phố Hồ Chí Minh thì thường phường nó đặt từ phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5. Hay là ở Thủ Đức thì có phường Linh Trung, phường Linh Chiểu, nhưng mà đường thì nó không có tên đường đó, cho nên ít khi bị nhầm lắm. Thôi bây giờ chúng ta sẽ bỏ vào cái cáp sạc, chúng ta sẽ cho vào đây đi ha. Cáp sạc để đây đi ha. Rồi rút lại luôn chứ để nó dăng tùm lum. Rồi để cho cái cáp sạc nó mở tới mở lui nó rớt mất à ha. Rồi hôm nay mấy cái
clip này thì nhiều mấy bạn, nhưng mà có vẻ là anh Phi làm mấy cái clip test này mấy bạn xem mấy bạn không thích, nhưng mà xong cho nên sau này anh Phi không có làm nữa. Nhưng mà thấy anh Phi thấy thì thật sự ra mà nói thì cũng cần thiết để làm, bởi vì để cho các bạn hiểu là tại cửa hàng Apple Oil sẽ làm gì ha. Rồi anh Phi xiết vô cái cò nó cha nó nè, xiết vô cái cò cho nên cái đèn lúc nào nó cũng sáng các bạn không, gửi ra tới ngoài kia là đảm bảo với mấy bạn là cái tay điều khiển nó sẽ hết pin, nên một lần thì phải hy sinh cái